Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho ngày 9 tháng 7 năm 2024 của Đài truyền hình Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong 24 giờ qua, thời tiết trên toàn tỉnh mây thay đổi, có mưa rào và dông. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Tiền Giang, dự báo trong 24 giờ tới, tỉnh Tiền Giang chịu ảnh hưởng bởi rãnh áp thấp Tây Bắc Đông Nam tiếp tục duy trì với cường độ ít thay đổi. Trên cao áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Nam lấn Tây. Thời tiết trong tỉnh trời mây thay đổi, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông cần đề phòng sấm sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ C. Riêng đối với thời tiết các khu vực trong tỉnh, tại các huyện phía Tây gồm Cái Bè, Cai Lậy, thị xã Cai Lậy và huyện Tân Phước, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cục bộ có mưa vừa, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Ở khu vực trung tâm gồm các huyện Châu Thành, thành phố Mỹ Tho và huyện Chợ Gạo, mây thay đổi, ngày nắng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 34 độ C. Thời tiết khu vực phía đông gồm các huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây, Tân Phú Đông và thành phố Gò Công. Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 33 độ C, gió Tây Nam cấp 2. Đối với khu vực trồng cây ăn trái, nắng mưa đang xen tạo điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát triển nhanh. Bà con nên chủ động thăm vườn thường xuyên để kịp thời phát hiện và có những biện pháp phòng trị thích hợp. Khơi thông cống rãnh kênh mương để có đường thoát nước tốt, tránh mưa lớn làm ngập cây trồng dùng trũng thấp. Còn đối với khu vực nuôi trồng thủy sản, thời tiết sáng nắng chiều mưa, nhiệt độ ổn định thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của các loài thủy sản. Tuy nhiên, bà con vẫn nên theo dõi thủy sản trong ao giữ nguồn nước sạch không bị ô nhiễm, bổ sung các vitamin khoáng chất tăng cường sức đề kháng cho thủy sản, trang bị đầy đủ các máy bơm nước sục khí để cung cấp oxy, đặc biệt là tận đáy. Lưu ý về chuồng nuôi gia súc. Trong mùa mưa, bà con chăn nuôi gia súc cần thường xuyên kiểm tra chuồng trại chăn nuôi, tu sửa, tránh để ẩm ướt, hạn chế tối đa sự tồn tại của mầm bệnh. Kiểm tra cống rãnh thoát nước, nếu bị tắc phải khơi thông, không để nước mưa chảy ngược vào chuồng nuôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi dự báo thời tiết tại một số địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân mến, chào tạm biệt.